Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12 tháng 5 đã đề cử bà Andriana Cooler bổ sung cho Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Fed và sẽ bổ nhiệm ông Philip Jefferson làm phó chủ tịch Fed. Nếu được Thượng viện thông qua, Fed sẽ có thành viên đầu tiên người Latin trong Hội đồng Thống đốc và có phó chủ tịch thứ hai là người da màu. Một động thái có thể khiến bộ máy của Ngân hàng Trung ương Mỹ đa dạng hơn trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo vào thời điểm kinh tế đầy thách thức này. Với việc đề cử nhân sự kể trên, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, Fed cần có các hành động và chính sách phù hợp để nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được mục tiêu kép là thúc đẩy tăng trưởng và ổn định giá cả. Được biết, ứng viên Adriana Kuller là nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế lao động. Bà hiện làm việc tại Ngân hàng Thế giới do Tổng thống Biden đề cử và được Thượng viện Mỹ thông qua vào tháng 4 năm ngoái. Trước đó bà từng là chuyên gia kinh tế và quản trị viên tại Đại học Georgetown, từng là chuyên gia kinh tế trưởng của Bộ Lao động Mỹ trong chính quyền Tổng thống Obama giai đoạn 2011 đến 2013. Đề cử này của ông Biden được đánh giá cao khi đã bổ sung một chuyên gia kinh tế lao động vào ban lãnh đạo Fed trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách đánh giá mức độ tăng lãi suất và hạ nhiệt thị trường lao động đang ở mức đáng báo động. Trong khi đó, một số nhân sự trong ban lãnh đạo, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, được coi là nguyên nhân khiến vấn đề trầm trọng hơn. Về phía ông Jefferson, người vừa nhận chức tại Fed vào tháng trước, ông cũng là một chuyên gia kinh tế học, từng làm việc tại Đại học Davidson và có bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Virginia. Nếu nhận được sự đồng thuận của nghị viện, ông Jefferson sẽ là vị lãnh đạo da màu thứ hai trong ban lãnh đạo Fed sau George W. Ferguson, một chuyên gia kinh tế và cũng là phó chủ tịch Fed. Được biết, hai đề cử được Tổng thống Mỹ đưa ra sau một chuỗi các thử nghiệm trước đó cho các ứng viên tiềm năng khác nhưng không đạt được sức hút. Kể từ tháng 3 năm 2022, Fed đã tăng lãi suất 10 lần liên tiếp nhằm kiềm chế lạm phát, hiện vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%. Mới nhất, ngày 3 tháng 5 vừa qua, Fed đã tăng lãi suất cơ bản lên 5-5,2%, cao nhất trong khoảng 16 năm trở lại đây. Các thị trường gần như tin rằng Fed đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất, nhưng mới đây một quan chức cảnh báo cơ quan này có thể vẫn chưa dừng lại. Theo CNBC hôm 9 tháng 5, ông John William, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed cảnh báo rằng tác động của các đợt tăng lãi suất điều hành đối với nền kinh tế sẽ còn độ trễ, sẽ mất một thời gian trước khi lạm phát quay về với mức có thể chấp nhận được. Vị quan chức Fed không tiết lộ dự báo của mình về hướng đi chính sách, nhưng ông tin rằng Fed khó đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong vòng 2 năm tới, đang nói ông nhấn mạnh rằng nếu lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt, Fed hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lãi suất. Điều này đi ngược với dự báo của các thị trường về động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ. Theo dữ liệu của CME Fed Watch Tool, giới đầu tư đang định giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiếp theo là 77,7%, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm chỉ là 22,3%. Dù vậy tỷ lệ này cũng đã tăng đáng kể so với cuối tuần trước. Vị quan chức phép cho rằng đến nay ông vẫn không thấy bất cứ lý do nào để cắt giảm lãi suất trong năm nay. Các đợt tăng lãi suất có thể vẫn xảy ra nếu dữ liệu cho thấy đó là điều nên làm, ông William nhấn mạnh. Tuy nhiên ông cho rằng các vấn đề của ngành ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến triển vọng chính sách. Tôi sẽ tập trung vào việc đánh giá tình hình tín dụng và tác động của chúng tới triển vọng tăng trưởng, việc làm và lạm phát, ông nói thêm. Theo báo cáo mới nhất của Fed, sự hỗn loạn trong ngành ngân hàng Mỹ sẽ ảnh hưởng tới các khoản vay của doanh nghiệp và hộ gia đình, từ đó đe dọa đến triển vọng của nền kinh tế Mỹ. Báo cáo tin rằng các tiêu chuẩn cho vay sẽ trở nên chặt chẽ hơn, kéo tụt nhu cầu đối với những khoản vay thương mại và công nghiệp. Đang nói đây là một trong những động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. CNBC dẫn lời của bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, các điều kiện cho vay đang bị thắt chặt và đó là cách chính sách tiền tệ hoạt động. Phép hiểu rằng việc thắt chặt các điều kiện cho vay sẽ có xu hướng đè nặng lên nền kinh tế, và tôi tin họ đã tính đến điều này trong những quyết định chính sách của mình. Việc đề cử nhân sự và ngân hàng trung ương diễn ra trong bối cảnh Phép muốn mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống lạm phát. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với các đảng viên đảng Cộng hòa về giới hạn nợ trần mà Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho rằng có thể khiến chính phủ vỡ nợ vào ngày 1 tháng sau tới. Việc vỡ nợ có thể khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.